Đàm Tùng Vận đang là tìm kiếm nóng của làng giải trí với những tác phẩm để đời của cô. Trong làng giải trí, một khi một nữ diễn viên bước qua ngưỡng cửa 30, cô ấy dường như bị bao trùm bởi một cơn khủng hoảng nào đó. Cho dù sự nghiệp của bạn đang trì trệ hay hành trình chuyển đổi của bạn gặp khó khăn thì đây từ lâu vẫn là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Tại buổi ra mắt phim, đạo diễn hết lời khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh. Cô khắc họa hình ảnh người mẹ khiếm thính một cách sinh động đến mức đạo diễn vô cùng xúc động và bật khóc. Trước đây, có người cho rằng khả năng diễn xuất của cô ở mức tầm thường, nhưng sau khi xem bộ phim này, người ta phải xem xét lại khả năng diễn xuất của cô. Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua những thăng trầm, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô đã được cải thiện nhanh chóng và giờ đây cô đã trở thành nữ diễn viên hàng đầu. Trước những bình luận tiêu cực, cô không giải thích nhiều mà tập trung để tác phẩm của mình tự nói lên quan điểm này, quả thực rất dũng cảm. Trên thực tế, trong nhiều vai diễn mà cô đã đóng, cô đã cho thấy kỹ năng diễn xuất của mình không ngừng được cải thiện. Trong cuộc phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ cách hiểu sâu sắc tâm hồn nhân vật, sự nghiêm túc và kiên trì của cô được mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Đàm Tùng Vận đã ngoài 30 nhưng cô thường xuyên vào vai một cô gái tuổi teen. Bản thân cô cũng bày tỏ sự không hài lòng với điều này. Điều này chứng tỏ cô đã có kế hoạch rõ ràng cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô hiểu mình không còn trẻ, không nên ở độ tuổi này lâu. Mọi người ban đầu đều nghĩ cô còn trẻ, nhưng họ không ngờ tuổi thật của cô lại khá bất ngờ. Sâu thẳm trong trái tim mình, Đàm Tùng Vận khao khát được biến đổi, thử sức với những vai diễn mới và bứt phá quỹ đạo diễn xuất cố định trước đây. Cô ấy thỉnh thoảng bày tỏ mong muốn được đóng những vai trưởng thành trên nền tảng xã hội của mình và người hâm mộ cũng háo hức không kém khi thấy cô ấy thực hiện quá trình chuyển đổi này. Triệu Lệ Dĩnh làm nhà sản xuất và đặc biệt mời Đàm Tùng Vận đóng vai nữ chính trong Hạnh Phúc Vạn Nhà và hứa rằng cô sẽ có vai trong 20 hoặc 30 tập. Đây chắc chắn là một thử thách rất lớn đối với Đàm Tùng Vận và cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Cô cần tạo dựng hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành và sẽ hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh. Cơ hội như vậy thật hiếm có đối với Đàm Tùng Vận. Đây chắc chắn là cơ hội tuyệt vời cho lần ra mắt thứ hai. Trong quá trình quay phim, tôi nghe nói Triệu Lệ Dĩnh đã hỗ trợ Đàm Tùng Vận rất nhiều và kiên nhẫn hướng dẫn cô ấy cách thể hiện vai diễn tốt hơn. Vai diễn Đàm Tùng Vận lần này khác hoàn toàn với hình ảnh ngọt ngào trước đây của cô. Khán giả sau khi xem đều không khỏi ngạc nhiên. Sự biến đổi và trưởng thành của cô ấy trong vở kịch được thể hiện rất đầy đủ. Điều này hoàn toàn chứng minh Đàm Tùng Vận có tiềm năng diễn xuất nhất định và có thể bùng nổ nhanh chóng một khi nắm bắt được cơ hội. Đây chắc chắn là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Theo dõi thông tin của Reuters, có thể thấy Đàm Tùng Vận đã nỗ lực rất nhiều ngoài màn ảnh và đào sâu vào vai diễn, chỉ để thể hiện vai diễn này tốt hơn. Một số cư dân mạng đánh giá khả năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận và Triệu Lệ Dĩnh ở mức trung bình. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận không để tâm đến điều đó vì cô nhận thức rõ về kỹ năng diễn xuất của mình. Triệu Lệ Dĩnh cũng đã trải qua quá trình từ bị nghi ngờ đến được khẳng định như hiện tại. Loại nghi ngờ vô căn cứ này đặc biệt không công bằng đối với những diễn viên đã làm việc chăm chỉ. Dù tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng diễn xuất của mỗi người là khác nhau nhưng những nỗ lực không ngừng nâng cao kỹ năng diễn xuất của các diễn viên rất đáng được chúng ta tôn trọng. Giống như nhiều chiến dịch bôi nhọ vô căn cứ của anti-fan trên Internet, điều đó hơi ớn lạnh. Triệu Lệ Dĩnh và Đàm Tùng Vận, nỗ lực của họ trên hành trình trưởng thành đã không hề vô ích. Bằng sự nỗ lực của bản thân, khả năng diễn xuất của họ đã được công nhận và họ đã thành công chiếm được chỗ đứng trong làng giải trí. Trước khó khăn, họ không hề sợ hãi, tích cực đón nhận những thử thách mới, cống hiến những tác phẩm xuất sắc cho khán giả. Những người phụ nữ như vậy xứng đáng được mọi người tôn trọng và yêu mến. Hai ngôi sao nữ này tài năng đến mức khiến người ta không khỏi thắc mắc có nữ diễn viên nào khác vẫn chăm chỉ tỏa sáng sau khi đã hơn 30 tuổi. Tôi chân thành hy vọng bài viết này có thể nhận được lượt thích và đăng lại từ mọi người. Đàm Tùng Vận, doanh nhân cỏ dại, có cái bóng của riêng mình. Nhắc đến Đàm Tùng Vận, nhiều khán giả biết đến cô qua vai diễn Cảnh Cảnh trong The Best of Us. Cô sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào và đầy tuổi trẻ. Cùng với sự thăng tiến trong sự nghiệp, Đàm Tùng Vận không ngừng tìm cách mở ra con đường diễn xuất rộng rãi hơn. Trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Em Đẹp Hơn Ánh Sao của đài truyền hình vệ tinh Giang Tô, Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, là người sáng lập một công ty công nghệ. So với những vai diễn cô từng thể hiện trước đây, nhân vật của Quý Hành có sự kiên cường của một doanh nhân và sự tinh tế của một phụ nữ đi làm. Đàm Tùng Vận khiến nhân vật Kỷ Tinh hiện lên chân thực và sống động trước khán giả. Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của Kỷ Tinh nhất và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong cô ấy. Trong cốt truyện Em Đẹp Hơn Ánh Sao, Kỷ Hành có một khởi đầu tồi tệ. Là một công nhân ở nơi làm việc, dù có năng lực xuất sắc và được công nhận về những dự án mình đảm nhiệm, anh ta chỉ nhận được tấm séc trống từ sếp về việc thăng chức, tăng lương, quản lý cấp cao, bị đồng nghiệp cô lập, lại được ông chủ lớn sủng ái, đồng thời thu hút đủ loại lời chỉ trích không thể chịu nổi. Kỷ Tinh chọn cách từ chức và bắt đầu kinh doanh. Cô ấy là một doanh nhân hoang dã. Cô ấy có năng lực mạnh mẽ, rất thông minh và chính trực. Cô ấy có những nguyên tắc và điểm mấu chốt rất rõ ràng. Theo quan điểm của Đàm Tùng Vận, Kỷ Tinh từ chức và dấn thân vào con đường kinh doanh, đó là một điều ngẫu nhiên, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Cô ấy luôn có sự kiên trì và rất yêu nghề. Cô ấy sẽ không ngừng tiến về phía trước vì bất cứ điều gì. Đàm Tùng Vận nói, sau khi Em Đẹp Hơn Ánh Sao được phát sóng, nhiều khán giả đã để lại lời nhắn rằng tôi đã nhìn thấy bóng dáng của song song trong Kỷ Tinh. Trên thực tế, không chỉ khán giả mà khi được hỏi về bản thân Đàm Tùng Vận, cô ấy cũng nói rằng cô ấy sẽ xử lý một số việc giống như Kỷ Tinh. Khi gặp phải sự bất công ở nơi làm việc, tôi sẽ bày tỏ sự kêu gọi của mình rất mạnh mẽ. Hơn nữa, chúng ta đều biết mình yêu thích điều gì và giỏi nhất ở lĩnh vực gì. Đàm Tùng Vận, doanh nhân cỏ dại, có cái bóng của riêng mình. Tôi sẽ chọn Hàn Đình ngoài đời, vì tình yêu khiến tôi trở nên tốt đẹp hơn. Một người là doanh nhân non trẻ, người còn lại là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm. Sự kết hợp, những ngôi sao di chuyển nhưng không tinh, lại tạo ra một kiểu tia sáng lãng mạn khác ở đây. Thật khó để không cảm động trước sự lựa chọn tự nhiên của Hàn Đình và Kỷ Tinh. Tôi thực sự yêu thích Hàn Đình và Kỷ Tinh. Cô ấy thực sự xứng đáng. Mặc dù hai người có vị trí khác nhau trong công việc, nhưng với kinh nghiệm của Kỷ Tinh trên con đường khởi nghiệp, mối quan hệ giữa Kỷ Tinh và Hàn Đình bắt đầu như những đối tác, nhưng họ đã đạt được thành công chung trong quá trình này và cuối cùng gặp nhau ở đỉnh cao. Kiểu tình yêu ngày càng lớn này cũng khiến Đàm Tùng Vận thẳng thừng nói, họ vừa là người yêu, vừa là đối tác trong sự nghiệp, song hành cùng nhau. Vì mối quan hệ này mà họ đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Trong vở kịch, mối tình 4 năm của Kỷ Tinh và bạn trai Sao Ghi Khẩn cuối cùng cũng kết thúc. Theo quan điểm của Kỷ Tinh, giữa hai mối quan hệ không có sự phân biệt tốt hay xấu, chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Thiệu nhất thần thích hợp sống một cuộc sống bình thường. Dù bạn bận đến đâu, anh ấy cũng sẽ cố gắng hết sức để yêu bạn. Nhưng Hàn Đình thì khác, anh ấy sẵn sàng để nửa kia của mình theo đuổi ước mơ. Bạn có thể tận hưởng tình yêu của tôi, và bạn cũng có thể là bạn. Đàm Tùng Vận cười nói, tất nhiên, ở ngoài đời, nếu là tôi vẫn sẽ chọn Hàn Đình. Đàm Tùng Vận tiết lộ đây là lần đầu tiên cô hợp tác với Từ Khải. Mặc dù tôi đã từng xem màn trình diễn của anh ấy trong Diễn Hy Cung Truyện và các tác phẩm khác trước đây, nhưng tôi chưa bao giờ chính thức hợp tác với anh ấy. Lần nắm tay này trên màn ảnh cũng mang đến cho cô ấn tượng có phần khác về Hứa Khải. Tôi luôn nghĩ Từ Khải là loại bạo chúa trên màn ảnh, nhưng thực ra anh ấy là một người có tâm hồn, ngớ ngẩn, rất lịch thiệp và giỏi chăm sóc người khác.